Vâng, Điện Mặt Trời Shop Solar xin chào tất cả anh em yêu thích năng lượng mặt trời. Có bác Quý ở An Giang, bác đặt một cái bộ năng lượng mặt trời 5 kW để chạy 3 điều hòa và các thiết bị điện gia đình khác, bao gồm quạt, tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy bơm và có thể nấu cả bếp từ anh em nhé. Đấy, thì bác đặt một cái hệ 5 kW hòa lưới bám tải thì em lên đơn cho bác đấy ở kia sẵn rồi, thì tiện thể thì cũng gửi cho các bác xem luôn. Đấy, thì cái hàng này thì cũng đã test cho bác rồi nhé, đã test hàng này. Đấy, thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cái bộ combo 5 kW. Trước tiên thì các bác sẽ xem về chiếc biến tần này nhé, xem về chiếc biến tần này để các bác đầu tư. Đấy, trước tiên là các bác nhìn cái thương hiệu nhé, thương hiệu Dyer. Đấy, một trong những cái dòng thương hiệu cực kỳ là nổi tiếng, và riêng những cái thằng hàng Dyer thì bên em sửa chữa biến tần bọn em biết rồi, hàng nó linh kiện cơ bản là khá là ổn trên thị trường. Nếu mà tính nói về linh kiện thì thằng này và thằng Techfi, hai cái thằng đấy, cái linh kiện của nó về cơ bản là nó đứng top đầu luôn anh em nhé. Biến tần Techfi, thằng Dyer thì hàng nó quá đỉnh luôn. Ở đây nó có một cái màn hình LG nhé. Đấy, các đồng hồ báo DC, AC và báo đèn báo lỗi. Ở đây nó có các phím cài đặt, phím lên xuống để cho các bác xem về các thông số. Đấy, các bác sẽ tự lắp năng lượng mặt trời thì các bác sẽ chòi ra được ít nhất là 15 triệu nhá. Ít nhất là 15 triệu. Đấy, cho nên em lúc nào cũng khuyên các bác là nên tự lắp năng lượng mặt trời. Và lấy hàng thì em sẽ hướng dẫn các bác đấu nối trực tiếp qua Zalo, rất là đơn giản. Hoặc các bác nhìn video này, các bác có thể mượn anh em làng xóm, các bác có thể tự đấu luôn. Ở đây biến tần nhé, nó có một nút tắt mở này, nút on là mở, nút off là tắt. Đấy, ở đây thì cái điện áp để kết nối với cả cái biến tần này thì nó có hai cái cổng, cổng DC1 và cổng DC2. Cái cổng ở trên là ký hiệu dấu cộng này, là cực dương, còn ở phía dưới các bác đang nhìn ký hiệu dấu trừ là cực âm. Đấy, thì các bác sẽ đi dây điện vào đây. Đấy, ví dụ trường hợp các bác chưa có tiền đầu tư đủ 5 kW thì các bác sẽ chơi 2 hoặc 3 kW, các bác sẽ đấu vào một sở trinh. Trong trường hợp các bác có đủ, các bác chơi đủ luôn hệ 5 kW thì các bác sẽ đấu làm hai giải. Đấy, hai giải như thế này nó là một giải này. Đấy, như thế này là một giải nhé. Đấy, ở đây nó có cổng RS232/485, thì cái cổng này cho phép anh em là kết nối cái wifi này. Đấy, cái máy này đi kèm wifi luôn nhá, máy này đi kèm wifi luôn. Tiếp theo các bác quan sát, ở đây nó có một cái cổng này. Đấy, chính là cái nơi để các bác sẽ đấu với cả điện lưới nhà các bác này. Bởi vì chơi hòa lưới bám tải thì bắt buộc là phải có điện lưới, không có điện lưới thì sẽ không sử dụng được. Ở đây nó có ba cái cổng, anh em nhìn ba cái cổng, thì trong một cái ba cái cổng này nó có một cái cổng tiếp địa anh em nhé. Nó có một cái cổng tiếp địa thì anh em sẽ nhìn cái ký hiệu này, tiếp địa này. Đấy, rất là dễ. Còn cổng chữ L, L ký hiệu là cực dương, còn N ký hiệu là cực âm anh em nhé. N ký hiệu là cực âm, các bác cứ nhớ này, lửa này. Đấy, và nguội, thế cho nó dễ nhớ. Thì các bác sẽ lấy điện lưới nhà các bác đấu trực tiếp vào đây. Tiếp theo là một cái cổng để cho anh em kết nối với cả cái kẹp bám tải. Đây, kẹp bám tải thì cái phụ kiện của nó đi kèm hết trong này. Đây các bác nhìn này, đây chính là cái kẹp bám tải này. Đấy, thì kẹp bám tải này nó có một đầu này, một đầu này để cho các bác kết nối vào đây nhá. Đấy, đầu còn lại cái cục trắng trắng này này là các bác sẽ kẹp vào cái dây dương, kẹp ở ngoài cái dây dương
từ đồng hồ đi vào. Đấy, thế là các bác hình dung ra được rồi. Cái kẹp màu trắng này các bác kẹp vào dây dương, dây điện từ đồng hồ đi vào, có nghĩa là phía trước cái ở phía sau cái áp tổng nhà các bác ấy. Đấy, phía sau cái áp tổng nhà các bác. Đấy, kiểu đồng hồ nhà các bác đây em ví dụ nhá. Đây ví dụ đây là cái áp tổng này. Đấy, thì đồng hồ nhà các bác là đi từ đây vào. Đấy, còn đây là điện ra dùng. Điện ra thì dùng nhá. Điện ra thì dùng thì các bác sẽ nối cái cổng này. Cái cổng này. Đấy, vào cái chỗ này. Đầu ra thì sử dụng. Còn cái kẹp bán tải này nhá. Các bác sẽ kẹp vào dây dương. Nhớ nhớ cho em nha, cái kẹp bán tải này các bác sẽ kẹp vào cái dây dương. Không được đấu vào mà nó các bác chỉ việc kẹp cái dây điện vào đây là xong. Kẹp ở phía ngoài vỏ. Đấy, ở dây dương. Ký hiệu là chữ L. Anh em nhé, ký hiệu là chữ L là dây dương. Đấy, rất là dễ. Các bác tự lắp được năng lượng mặt trời thì nó sẽ trồi ra được ít nhất là 15 triệu tiền công. Đấy. Tiếp theo là cái cổng ở trên này, cổng RS485 này thì các bác cũng chả còn quan tâm nhiều đâu. Đấy, cổng này các bác cứ để nguyên này. Không có vấn đề gì hết. Cổng này nó có thể hỗ trợ các bác kết nối sử dụng các chức năng khác, các bác không cần quan tâm. Giấy tờ đấy nhá, giấy tờ đầy đủ anh em nhá, giấy tờ đầy đủ này. Đấy. Giấy tờ này thì để cho anh em sau này mua bán điện là anh em sẽ sử dụng cái giấy này anh em đăng ký với cả điện lực. Đây, còn đây là những cái phụ kiện đi kèm. Đấy, phụ kiện đi kèm thì về các bác mở ra các bác xem. Bây giờ các bác nhìn về cái thông số kỹ thuật. Đây. Con này là con 5 kW nhá. Đấy, gọi là con săn 5K này. Đấy. Hỗ trợ pin mặt trời lên tới 6.500W. Đấy. Các bác nhớ cho em. Hỗ trợ mặt trời điện áp mà quên công suất của pin mặt trời lên tới 6.500W nhá. Đấy. DC input mắc là 550V. Giải điện áp vào MPPT từ 70 đến 550V. Đấy, ví dụ như cái giải điện áp này thì bác nào đang có sẵn hai tấm pin mặt trời 450W chẳng hạn là các bác chơi được rồi nhá. Đấy, hai tấm là các bác chơi được con biến tần này rồi. Sau đó các bác chưa có điều kiện thì các bác cứ nâng cấp dần mỗi 1 năm hoặc là vài tháng các bác lại thêm hai tấm pin nữa. Thì cứ dần dần là các bác sẽ đủ được 5 kW. Đấy, ở đây nó có nó ghi 2 nhân 13A này. Đấy, thì đây nó tính là string nhá các bác nhé. Thì các bác cứ hiểu một string là 13A dòng đấy. Con này công suất 5 kW này. Đấy, công suất 5 kW. Em chỉ giới thiệu những cái ý chính thôi, những cái thông số chính thôi. Đạt IP 65 nhá. Class 1. Tần số là 50 đến 60 Hz này. Đấy, những cái thông số cơ bản này thôi. Còn cái thằng này là cái gì, mắc của thằng 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 AC mắc công suất là 19,5A anh em nhé, 19,5A. Đấy là với mỗi một switching. Đấy, thì các bác có thể quan sát về cái phía sau của nó. Em lật cho xem. Cái này nó chạy bằng tản nhiệt nhôm đúc. Không có tiếng động nào. Coi như nó không có quạt tản nhiệt thì các bác chạy êm ru luôn, chạy cả ngày êm không có tiếng động nào, bởi vì nó tất bằng nhôm đúc cực kỳ ngon, chất lượng hàng quá đỉnh luôn. Với những cái dòng này thì bên em ít sửa chữa là ít có, ít gặp, bởi vì là nó ít hỏng. Thằng này bảo hành 5 năm nhá anh em nhá, bên tần này bảo hành cho anh em 5 năm, 5 năm đó. Thì về các bác có thể quan sát sau, em giới thiệu sơ qua đây thôi. Đấy, còn bây giờ thì đến cái phần báo giá đây thì cũng công khai luôn cho anh em nhé. Bác này là bác chơi hẳn pin xịn luôn, pin Longi anh em nhé, pin Longi, pin xịn sò, bảo hành 12 năm.
công suất là 445W. Đấy, bác này là bác quý đấy, ở An Giang. Hệ 5 kW hòa lưới bán tải, chạy 3 điều hòa. Ngoài ra các bác chạy quạt tivi, tủ lạnh, máy giặt, bếp từ. Đấy, thắp sáng, máy bơm, ok. Đấy, thì cái pin xịn sò này thì giá nó phải cao rồi. Pin cấp A loại xịn sò bây giờ là giá 3 triệu 2 một tấm nhé, bao ship. Đấy, bảo bác lấy pin tháo máy bác không thích, bác bảo cứ pin mới chơi. Đấy, thì cũng lấy cho bác pin mới luôn, 3 triệu 2 một tấm bao phí vận chuyển. Đấy, bác dùng 5 kW thôi. 5 kW thì là rơi vào 12 tấm. 12 tấm thì nhân với 3 triệu 2 một tấm thì bằng 38 triệu 400. Đấy, biến tần Dyer 5 kW giá 10 triệu 500 nhá. Phụ kiện lắp một tấm pin mặt trời lên mái tôn đó thì nhân với 12 tấm, bởi vì bác lấy 12 tấm thì 100k một bộ, nhân với 12 bộ thì bằng 1 triệu 200 nghìn đồng. Dây điện 4.0, dây điện 4.0 là bác lấy 20 mét đôi thì 12.000 đồng một mét đơn, thì bằng 40 mét đôi, bằng 40 mét đơn, 12.000 đồng một mét đơn. Những cái phụ kiện với cả dây điện này bên em là không lấy lãi anh em nhé, bán kèm theo không có tí lãi nào, thậm chí âm âm thêm với cái bộ phụ kiện bây giờ đang 120.000 một bộ đấy anh em, bán cho các bác 100.000 là đang phụ phụ thêm các bác đấy, gọi là hỗ trợ các bác không lấy lãi. Dây điện đặc chủng điện mặt trời đấy, dây mặt trời DC đấy. Ở bác 20 mét đôi bằng 40 mét đơn nhân 12.000 bằng 480.000. Đấy thì tổng là 50 triệu 580.000 đồng. Bớt cho bác đấy 80.000 đồng. Còn 50 triệu 500.000 đồng bao phí vận chuyển toàn quốc. Đấy, với cái bộ combo này thì anh em sẽ sử dụng được rất nhiều cái thiết bị, và với cái hệ lưu trữ, xin lỗi, với cái hệ hòa lưới bán tải này thì các bác chỉ sử dụng điện ban ngày nhé. Đấy, còn ban đêm thì nó không có nắng thì các bác nó sẽ tự động nó chuyển điện lưới nó dùng. Buổi sáng hôm sau có nắng, có nghĩa là có hửng sáng lên là nó đã chạy rồi. Đấy, là nó đã tự động nó chạy rồi. Các bác không không phải thao tác gì cả, các bác chỉ cần lắp một lần là cứ để suốt thế thôi. Đấy. Thì pin mặt trời bên em bảo hành 12 năm, còn biến tần bảo hành 5 năm. Đấy, thì các bác mua hàng thì nhắn tin Zalo cho em đã để trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau.